Sáng 10 tháng 10, tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á tổ chức lễ khởi công dự án Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, Tây Ninh. Tham dự có bà Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại lễ khởi công, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á cho biết, dự án Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh có nguồn vốn đầu tư gần 1.250 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2020, bệnh viện hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động tòa nhà 10 tầng cùng các khối phụ trợ với quy mô 300 giường bệnh. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 2023 đến 2025, quy mô 450 giường bệnh. Đây là bệnh viện hiện đại được thiết kế hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng. Khi đưa vào hoạt động, bệnh viện sẽ có 25 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 18 phòng mổ đạt chuẩn quốc tế, có thể đáp ứng 2.000 đến 3.000 lượt khám ngoại trú và 1.000 bệnh nhân nội trú điều trị mỗi ngày. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh là bệnh viện thứ tư sau thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Long An trong định hướng phát triển xây dựng bệnh viện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước được Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Xuyên Á thực hiện trong thời gian qua. Với trang thiết bị máy móc tối tân và đội ngũ nhân sự chất lượng, cùng với một bước đột phá về giá thu thấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh hy vọng sẽ tạo điều kiện cho người dân thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế kỹ thuật cao và các phương pháp điều trị tiên tiến.